Và đây là cái cốt cực kỳ ngon, mình đánh giá cốt này rất ngon khi mà có bốn cầu thủ đây rồi, GK Kim Bong Ji, các thẻ cầu thủ của GK huyền thoại người Hàn Quốc này. 112 ạ, sao lại không ra 115 nhỉ? Có những ông như ông ấy mở cái cốt này được ba cầu thủ 115 luôn ạ. Sao mình lại đen vậy nhỉ? Mình lại ra toán 112 với 99 rồi, không thể đen hơn. Thật sự mình thấy cái cốt này trên group nhá, anh em mở ít nhất cũng được một ông 115, thế mà mình mở kìa. Anh em nào có nhu cầu lấy cái cốt này thì anh em vào group nha, mình để cốt ở phần ghim đầu tiên của group ấy, link group mình để ở phần comment, anh em nhớ vào để lấy nha, chứ không lấy ở trên kênh được. Hello, xin chào cả anh em đã quay trở lại kênh YouTube của mình là Love Fallby đây. Hôm nay là ngày 1 tháng 4, ngày cả tháng 4 nhưng anh em hay nói là ngày trêu đùa, nhưng mà FIFA Fallby Hàn Quốc đã ra một sự kiện không hề đùa một chút nào. Sự kiện này diễn ra từ ngày hôm nay và kết thúc tận ngày 28 tháng 4 anh em có thể nhìn thấy. Và cái sự kiện này mình thấy nhiều ngày hôm nay anh em đã nhận rồi và anh em đã em cái sự kiện này rồi, vô cùng tiếc nuối. Anh em mà xem cái clip này của mình từ đầu thì anh em sẽ có thể nhận được icon Kim Bong Ji này ở mức thẻ cộng 5 hoặc cộng 6, hoặc nếu anh em may mắn thì anh em có thể ở mức thẻ cộng 7. Nếu anh em nào chơi lâu thì anh em sẽ biết cái sự kiện nhận huyền thoại Kim Bong Ji này giống hệt với sự kiện MVP Autumn một năm về trước, khi mà anh em được nâng cấp cầu thủ bằng các điểm P. Điểm P này kiếm như nào mình xin nhắc lại, điểm P chỉ có một cách kiếm duy nhất thôi, là một ngày anh em đá 3 trận cho mình. Một trận VSA, một trận giả lập xếp hạng và một trận hit to hit, ba chế độ ấy, mỗi chế độ một trận anh em sẽ nhận được đủ 3 P. Và anh em có thể nhìn thấy sự kiện này nó diễn ra trong vòng 28 ngày, 28 x 3 bằng 84 P lận. Và anh em nên nhớ rằng 84 P, mỗi lần anh em nâng cấp anh em sẽ phải dùng 3 P thì ít nhất cái con cầu thủ icon này cũng sẽ lên được cộng 5, cộng 6, mình khẳng định luôn ấy. Anh em nào may thì sẽ lên được cộng 7. Ngày hôm nay thì mình không cày P được thì mình sẽ bỏ tiền ra mình mua P nha anh em. Mình mua P để mình nâng cấp cho anh em xem thôi. Còn anh em nhớ lại cái nhiệm vụ cho mình nha, là ngày đá 3 trận, một trận VSA, một trận hit to hit và một trận giả lập xếp hạng. Sau khi anh em có một số điểm P tương đối rồi thì anh em sẽ dùng để nâng cấp. Ngoài việc nâng cấp huyền thoại này lên nha, anh em sẽ nhận được rất nhiều thẻ bảo vệ nâng cấp, cùng với đó là thẻ đồng và skill bot. Mình xin nhắc lại là nhận được rất nhiều thẻ bảo vệ nâng cấp và thẻ đồng và skill bot. Anh em ấn vào cái phần cầu thủ nó sẽ có ra một bên vàng và một bên hồng. Bên hồng kia sẽ là nhận luôn cầu thủ nha. Mình nói thật anh em là bao giờ đến mức thẻ cộng 5 thì anh em hãng nhận. Còn bên vàng là nâng cấp, mình bắt đầu nâng cấp cho anh em xem này. Mình đã nâng cấp lên cộng 1 bằng 3 điểm P. Vừa mình mua có 9 điểm P đấy, mình cứ 3 điểm P thì anh em sẽ nâng cấp lên một phát và nó có tỷ lệ nha. Nó có tỷ lệ giống hệt với nâng cấp ấy, nhưng mà tỷ lệ này rất là cao, lên cộng 3 vẫn còn 80% này. Mình nâng vèo phát đã lên cộng 3 rồi. Với 9 điểm P này thì anh em cày chay thì anh em mất 3 ngày thôi. 3 ngày anh em đã lên được icon cộng 3 và rất nhiều điểm bảo vệ, rất nhiều thẻ bảo vệ nâng cấp, rất nhiều thẻ đồng và rất nhiều cái người ta gọi là skill bot thì không có nhiều đâu, nhưng mà nó có cái bảo vệ kinh nghiệm, bảo vệ nâng cấp và cái thẻ đồng nó rất quan trọng đấy anh em ạ. Và anh em không nên nhận luôn làm gì, nhận luôn là bằng nghĩa với việc là anh em end sự kiện sớm. Mình nghĩ là anh em nên để ở mức thẻ cộng 5 cộng 6 thì anh em end thì nó sẽ tốt hơn. Ngày hôm nay mình ấn vào nút hồng mình end luôn vì mình làm clip cho anh em xem mà, mình làm clip hướng dẫn cho anh em xem nên là mình sẽ end. Còn cái mức cộng khuyến cáo mình đưa ra anh em nên end là mức cộng 5 hoặc cộng 6. Nếu mà anh em không muốn đá thì anh em có thể làm phôi. Vì là anh em còn cái quan trọng mình thấy là ngoài việc anh em nâng cấp lên thì anh em còn một cái nữa là anh em nên lấy cái thẻ bảo vệ nâng cấp ấy. Cái thẻ đấy rất là hiếm anh em ạ, rất rất là hiếm luôn. Mình nhận cộng 3, bây giờ mình sẽ đi vào đường hầm mình xem và soi chỉ số của Rdup này. Hôm nay mình đã mở pack và nhận được thầy Park Hang Seo ở mức thẻ 116 rồi. Chiều nay thì sẽ có clip để review thôi. Nếu anh em có hứng thú, có đam mê thì chiều nay anh em có thể lên kênh của mình xem nha. Anh em có nhu cầu nạp FV vui lòng liên hệ cho mình theo số Zalo ở phần comment, đảm bảo uy tín số 1 cộng đồng. Đấy, nói một câu là anh em đủ hiểu về chỉ số của cầu thủ này. Thì chỉ muốn nói một câu thôi là chỉ số cũng gọi là làm phôi ok. Đấy, làm phôi là rất là ok. Còn thì nếu anh em nào mới chơi thì để đá Rdup thì cũng quá ok luôn. Xin nói lại là những anh em mới chơi thôi nha. Mới chơi, mới tập chơi, mới sang server Hàn Quốc thì nên để đá. Còn lại những anh em nào chơi lâu một chút thì thôi cứ nâng cao cao lên tí xong làm con phôi, gọi là cho nó nhẹ nhàng. Có lẽ là video của mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Nếu anh em thấy video của mình hay cho mình xin một like và subscribe để ủng hộ kênh nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp lại anh em những video sau.